đi quá đều luôn. Chào Bùi Hồ với lại Hương, xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, thì hôm nay ngay chỗ bệnh viện mà của Hương đang điều trị đó, thì chiều nay có dịp ghé đây ở đường Kim Mã, thì mấy anh em sẽ lội bộ đến Lăng Bác với lại chùa Một Cột với lại Hồ Gươm Hương á. Thì em thì ở đây cũng khá lâu rồi, như chia sẻ của anh Hải thì đây đó mình còn xa không Hương? Đi khoảng 20 phút hả? Thì em có đi một lần rồi đúng không? Thì lúc đó lần đầu tiên mà được ra Bắc mà được đi như thế này thì em thấy sao? Em thấy vui lắm mà, nhưng mà biết cái là không là Lăng Bác. Sao? Không, biết cái là không là Lăng Bác á. À, bao giờ là thấy đường xe ở ngoài đông như ở thế này không? Hiện nay thì cũng coi như là sức khỏe của em thì anh thấy ổn định rồi, nó chỉ chờ ngày để mình ngủ được thôi. Thì tâm trạng của mình lúc này như thế nào ta? Em rất là mong được phẫu thuật thôi, chứ mà bình thường như thế khác. Chiều nay thì mấy anh em mình cùng đi chơi, đi vòng. Bùi Hồ với lại Hương á, thì cùng ở miền Tây, Hương thì ở An Giang, còn Bùi Hồ thì ở Đồng Tháp. Hai anh em với nhau không ngờ là lại gặp ở ngoài Hà Nội này. Ngày xưa giờ em có nghĩ rằng là mình đi đến đây không Hương? Dạ chưa bao giờ nghĩ rằng mình đi đến đây vậy. Dạ. Anh cũng vậy, lúc nhỏ ngày xưa thì anh ước rằng mình được đi ra thăm Lăng Bác một lần. Hôm nay thì có dịp lên đây tình cờ để mà thăm em, không phải dư giả gì đâu, nhưng mà đi đây cũng một công nghe với chị. À, cô bác của anh chị thấy Thương thì sức khỏe cũng khá là ổn định ha. Có gì muốn nói với mọi người không? Yeah. Ở ngày lên đây đi chơi được nhiều chưa? Dạ em đi chỉ là đi Lăng Bác thôi à. À. Ủa sao không đi mấy chỗ khác? Tại vì em không biết đường đi á. Dạ hả? Nên cũng ngại đi. Nó có bản đồ map đó, em cứ đi vòng có gì đâu. À, cô bác của anh chị thì theo chia sẻ của Hải á, thì cái phường Kim Mã này, ngay chỗ quận Ba Đình này là trung tâm của thủ đô thành phố Hà Nội. Chỉ cần lội bộ một tí xíu thôi là mấy anh em sẽ đến được Lăng Bác. Có một cái thước phim này khá là hay, những người ở hai anh em ở từ Nam mà cuộc đời của anh em cũng không nghĩ rằng là sẽ gặp ở đây, đúng không? Lộ bộ. Em có thường đi uống cà phê ở ngoài này không? Dạ, em đi ra đèn đưa mua về phòng để uống thôi ạ. Mua về phòng uống hả? Dạ. Ở ngoài này nó có thoải mái không Hương? Dạ, em thấy cũng thoải mái nè. Vậy hả? Mọi người nói chuyện em có nghe được không? Được hả? Dạ. Cũng dễ nghe mà đúng không? Dạ cũng dễ nghe. Ở đây là đường Giang Văn Minh. Ơn ta, cái đường Giang Văn Minh. À đúng rồi, đằng kia kìa. Đó là 55 Giang Văn Minh. Nói chung là cũng là một cái ước ao chứ không phải là đơn giản đâu. Bùi Hồ từ xưa giờ thì cũng ước ao được thăm Lăng Bác một lần. Hôm nay mới thành hiện thực nè. Anh Hai có kể cho anh Hai với lại chị Hai nghe về việc mình được đi Lăng Bác không? Dạ có. Anh Hai chị Hai nói sao? Anh Hai nói em còn sướng, anh Hai chưa được đi, em được đi chứ. Em có thường ăn đặc sản cái món gì ở ngoài này chưa Hương? Dạ chưa. Ở ngoài này có một cái món đặc sản đó là bún chả. Bún chả Hà Nội với lại phở Hà Nội. Phở Hà Nội thì nó sẽ
nó sẽ khác so với phở của miền Tây của mình. Cô bác với anh chị thì hai anh em lội nãy giờ cũng tầm khoảng hơn 20 phút. Thời tiết ở Hà Nội thì vào thời điểm này khá là nóng, nhưng mà được cái thì đặc điểm của Hà Nội là những cái cây xanh gợp bóng mát như thế này rất là nhiều cây luôn, chứ không phải là một cây đâu. Hương nghe mệt không Hương? Dạ cũng mệt ạ. Mệt hả? Dạ. Nhưng mà đường này thì nó đỡ hơn đường lúc nãy đúng không? Đây là đó còn xa không? Dạ cũng gần. Ờ. Sáng giờ em ăn gì chưa? Dạ. Sáng giờ em ăn gì chưa? Dạ chưa, em ăn cơm trưa đó. Ờ. Đây có rất là một hàng cây này cô bác quý anh chị ở vỉa hè. Hàng cây ở đường Con Lương với hàng cây bên kia. Hà Nội thì không cần vội mà. Chào mọi người cái. Sức khỏe của Hương thì vẫn ổn hả cô bác quý anh chị? Đội bộ nãy giờ anh mệt quá trời. Ước mong một lần để ra đây được thăm lăng Bác nay trở thành hiện thực cùng với lại Hương. Vô thẳng cửa này Hương ha. Nhìn đẹp quá, rộng quá. Rồi sao ta? Đó là việc kiểm tra an ninh hả? À, cũng khá là nghiêm ngặt khi hai anh em mới vừa kiểm tra an ninh xong cùng với Hương. Khi nào thì cũng vậy đó, thì để cho nó an toàn. Đây là cái con đường vào lăng Bác cô chú quý anh chị. Kia là một cái hàng tre, hàng tre xanh bát ngát. Hôm trước em làm một cái bài thơ gì? Bài thơ sao là con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Rồi sao nữa? Em thì em ở miền Tây, em kia ở miền Tây. Vẫn thấy trong sương hà tre bát ngát. Rồi sao nữa? Ôi hà tre xanh xanh Việt Nam. Bão tắt mưa xa đứng thẳng hàng. Tại sao em lại làm được cái bài thơ đó hay vậy? Dạ bài thơ đó là bài thơ lúc đi học á, trong sách giáo khoa. Nó lâu lắm rồi mà. Dạ. Đây là cái hàng tre xanh mát nè. Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác. Đã thấy hàng tre xanh bát ngát hả? Ô đã quá luôn. Cái hàng tre này là đem từ miền Nam ra. Lần đầu tiên cái cảm xúc mà lúc mà em đặt chân đến nơi này thì sao? Em thấy vui mà em cũng không ngờ là mình được đến nơi đây. Từ nhỏ em cũng đã mong ước được đi lăng Bác một lần á. Giờ em được hiện thực, em được đi cũng khá là bất ngờ. Vui lắm. Cái đó là em biết cây gì không? Cây thiên tế á. Cây thiên tế mà trong những cái tác phẩm văn học của mình thường có đó. Đây là nơi Bác đang an nghỉ, nhưng mà giờ này thì không có mở cửa cho mình vào. Dạ. Lăng của Bác, cô bác quý anh chị được đặt chân ngay chỗ này thiêng liêng lắm chứ không phải giỡn đâu Hương ha. Dạ đúng hả anh? Mặc dù là không được vào bên trong lăng. Dạ. Nhưng anh em mình vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc khi may mắn đặt chân đến chỗ này. Dạ. Cô bác quý anh chị, lăng Bác ở đây. Trước đây thì Bùi Hồ với lại Hương á, thì chị nghĩ rằng là mình chỉ xem qua sách báo và ảnh thôi, hoặc là phim thôi. Nhưng mà đây là lăng Bác, được cảm giác ở ngay chỗ này á thì sung sướng lắm. Nói chung là cái cảm giác giờ này mặc dù là trời nắng nhưng mà đổ mồ hôi hết rồi, nhưng mà nó vẫn lâng lâng. Lăng Bác ở đối diện mình kìa. Oh. Ở đây có những cái người canh gác á, người ta đứng rất là nghiêm luôn. Đó. Có mấy anh canh gác, họ cứ đứng như thế là suốt luôn rồi các bác anh chị. Là khoảng 30-45 phút gì đó thay một lần. Áo của họ thì động đậy thôi, còn tất cả đều không hết nha.
Đây lá cờ. Lá cờ Lăng Bác. Đây là một cái thời điểm mà rất là phải nói là rất là may mắn. Khi mà đến bây giờ thì các anh chiến sĩ lại đổi gác rồi. Chú cái này là bao nhiêu phút đổi gác lần chú? 1 tiếng đổi một lần hả? Mấy anh đó cứ đứng im gu quầy vậy hoài luôn. Rồi ảnh có ví dụ ảnh ngứa rồi sao? Ngứa cũng phải đứng im luôn hả? Lại gần ở đây được không? À phải là dễ thấy được hơn các bác quý anh chị cái khoảnh khắc này. 1 tiếng thì các anh mới thay nhau một lần. Bước đi quá đều luôn. Nãy cái anh chụp hình đã nói là ở chỗ cái đường vạch vàng nè, không cho vô ở trong đó và mình không được ngồi, mình chỉ được vô quyền đứng thôi. Bây giờ chạy theo anh này đấy, có một anh đó anh hỏi anh em ra đây thấy được cái hàng tre của cạnh bên Lăng Bác, cái thấy cảm giác nó thiêng liêng quá. Dạ. Tại vì tre thì ở miền Tây mình nhiều lắm đúng không? Dạ. Đây là cây gì cơ? Cây đa hả? Cây đa hơn. Cái này cái gì anh? Cái đà. Anh đẹp trai. Thì cái đây là cái lối đi để hai anh em vào chùa Một Cột ha. Yeah. Thì tất cả đều là do Hương hướng dẫn anh. Coi như là người đi trước dẫn người đi sau vậy mà. À hướng dẫn đây là chùa Một Cột, thiêng liêng lắm mới được lắm. Hai anh em thì chùa Một Cột thì hai anh em anh thì cứ nghĩ là xa, nhưng mà chùa Một Cột thì nó nằm sau lưng Lăng Bác ha. Thì qua Hồ Gươm thì sao không Hưng? Hồ Gươm em cũng chưa có đi nên em chưa biết ha. À chùa Một Cột đây là nơi để mà chụp hình. Qua đây Hưng ơi, đây đây là nơi cái lối lên, cái lối lên chùa Một Cột á. À, còn đây là một cái ao sen. Có rất là nhiều người chọn nơi đây làm nơi chụp hình mỗi khi mà lưu đến Hà Nội. Từ từ nha, làm lại tấm khác nha Quynh nha. Cái ao sen. Hôm nay là chúng ta sẽ thấy một cột gõ găng. Đâu?
đi một vòng cho cô bác với anh chị xem nha. Không phải là đi du lịch nhưng mà quay những cái điểm đặc độc lạ cùng Hương đi tham quan Hà Nội. À. Cây cột rất là to luôn. Đây là một đặc trưng của Hà Nội. Cô bác quý anh chị thì đây là điểm đến thứ hai ngay tại trung tâm thành phố Hà Nội. Thứ nhất là Lăng Bác và thứ hai là chùa Bồng Cột sau lưng Lăng Bác. Thì sau hai anh em đi hai nơi của Hà Nội thì bây giờ hai anh em uống một đặc sản của Hà Nội, đó là trà đá. Hương đó giờ có uống kiểu này chưa? Dạ chưa. Dạ hả? Mình vô uống trà đá đường hay là cà phê đúng không? Ở đây thì có trà đá. Thì em thấy sao? Mình thấy trà ở đây nó đắng hơn. Nó lạ đúng không? Lạ hơn mình. Một ly trà đá thì cũng tính tiền nữa nghe. Nè, ly của Bùi Hồ nè, của Hương nè, anh em mình cùng nghe. Thôi thì tính kế hoạch của anh em dự định đi Hồ Hoàn Kiếm nữa. Nhưng mà book lên cái địa chỉ của Google thì cũng khá xa. Nên hai anh em sẽ uống ly trà đá rồi sau đó hai anh em sẽ về nghỉ ngơi. Để tối anh còn cái chuyến hành trình của anh. Rồi anh chúc em vui khỏe nha. Dạ, cảm ơn anh. Có nói gì với mọi người không? Dạ, cũng cảm ơn anh, tất cả mọi người trong thời gian qua đã cầu chúc cho mình nhiều sức khỏe, đều phẫu thuật. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chào em và chúc em sức khỏe, chúc em phẫu thuật thành công nha. Yeah.